Xin chào tất cả các bạn. Ngay bây giờ đây thì mình sẽ hướng dẫn đàn guitar phần 2 ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa, một ca khúc rất là hay của một tác giả trẻ nhưng mà có tư duy âm nhạc rất là tuyệt vời, Brady. Ở trong phần 1 thì mình đã hướng dẫn các bạn đàn phần phân khúc và đến phần 2 này chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần điệp khúc và bây giờ các bạn sẽ phải bắt đầu với 10 hợp âm. 10 hợp âm các bạn nha. Và cũng giống như ở phần 1 thì các bạn vẫn phải sử dụng capo và kèm vào ngăn số 3 như thế này. Hợp âm đầu tiên cũng đã có ở trong phần 1 các bạn ạ. Các bạn dùng ngón giữa bấm vào ngăn 3 của dây 6, ngón trỏ các bạn bấm vào ngăn 2 của dây 1 và ngón áp út các bạn bấm vào ngăn 3 của dây 2. Hợp âm thứ hai, ngón trỏ các bạn bấm vào ngăn 2 của dây 4, ngón giữa các bạn bấm vào ngăn 2 của dây 3 và ngón áp út các bạn bấm vào ngăn 2 của dây 2. Hợp âm thứ ba, ngón trỏ các bạn bấm chặn vào ngăn 2, chặn hoàn toàn vào ngăn 2. Ngón áp út các bạn bấm vào ngăn số 4 của dây 5, ngón út các bạn bấm vào ngăn số 4 của dây 4. Hợp âm thứ tư, ngón trỏ các bạn bấm chặn hoàn toàn vào ngăn 2, ngón giữa các bạn bấm vào ngăn 3 của dây 3, ngón áp út các bạn bấm vào ngăn số 4 của dây 5. Hợp âm thứ năm, ngón trỏ các bạn bấm chặn hoàn toàn vào ngăn 2, ngón giữa các bạn bấm vào ngăn số 3 của dây 2, ngón áp út các bạn bấm vào ngăn số 4 của dây 4 và ngón út các bạn bấm vào ngăn số 4 của dây 3. Tiếp theo là hợp âm thứ 6, rất là nhẹ nhàng đơn giản. Các bạn sử dụng ngón giữa bấm vào ngăn số 2 của dây 5, ngón áp út các bạn bấm vào ngăn số 2 của dây 4. Hợp âm số 7, các bạn dùng ngón giữa bấm vào ngăn 2 của dây 4, ngón áp út bấm vào ngăn 2 của dây 2. Hợp âm số 8, các bạn dùng ngón trỏ bấm vào ngăn số 2 của dây 3, ngón áp út các bạn bấm vào ngăn số 3 của dây 2. Hợp âm số 9, các bạn dùng ngón giữa bấm vào ngăn 2 của dây 4, ngón trỏ các bạn bấm vào ngăn 1 của dây 2. Hợp âm số 10, hợp âm cuối cùng, các bạn dùng ngón trỏ bấm vào ngăn 1 của dây 2, ngón giữa các bạn bấm vào ngăn số 2 của dây số 3 và ngón áp út bấm vào ngăn số 2 của dây 1. Tiết tấu của đoạn điệp khúc này các bạn đánh y chang phần phân khúc mà mình đã hướng dẫn. Đánh lại một lần nữa chậm, các bạn cũng có thể coi lại ở trong phần 1 đã có ha. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng ha. Đoạn điệp khúc này chúng ta sẽ hát. Mặt trời chẳng còn, mặt trời chẳng còn. Các bạn sẽ vô chữ mặt ha. Mặt trời chẳng còn. Vì lý do bản quyền cho nên là mình sẽ không có hát ở trên YouTube. Các bạn có thể là theo dõi theo cái lyric mà mình đã để sẵn ở phía trên màn hình đây. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Hợp âm thứ nhất các bạn đánh cho mình một lần tiết tấu. Mặt trời trong. Hợp âm thứ hai một lần tiết tấu. Riêng hợp âm số 3 và hợp âm số 4 các bạn chia đôi ra, tức là mỗi cái một nửa. Số 3 này. Các bạn có thể hình dung xuống, xuống, lên chuyển lên xuống, 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 xuống,
lên chuyển lên xuống, xuống chuyển ở đây tức là các bạn chuyển hợp âm đó, xuống xuống lên chuyển lên xuống xuống, các bạn chuyển từ hợp âm số 3 sang hợp âm số 4 ha, xuống xuống lên chuyển lên xuống xuống, mình đánh chậm lại một lần nữa cho các bạn nhìn rõ hơn, xuống xuống lên chuyển lên xuống xuống. Hợp âm số 5 các bạn đánh cho mình một lần tiết tấu. Hợp âm số 6 các bạn đánh cho mình một lần tiết tấu. Hợp âm số 7 các bạn đánh một lần tiết tấu. Hợp âm số 8 các bạn cũng đánh một lần tiết tấu. Hợp âm số 9 và hợp âm số 10 các bạn cùng chia đôi tiết tấu ra nha. Xuống, xuống, lên chuyển lên xuống, xuống. Xuống, xuống, lên chuyển lên xuống, xuống. Câu tiếp theo của đoạn điệp khúc các bạn đánh như sau. Hợp âm thứ nhất các bạn đánh một lần tiết tấu. Hợp âm thứ hai các bạn đánh một lần tiết tấu. Hợp âm thứ 3 và thứ 4 các bạn cũng chia nữa ra tiết tấu giống như lúc nãy mình đánh vậy đó. Hợp âm thứ 5 các bạn đánh một lần tiết tấu. Hợp âm thứ 6 lúc này các bạn đánh hai lần tiết tấu nha. Và cuối cùng là hợp âm số 4, các bạn đánh một lần tiết tấu và một lần rải xuống, cụ thể như sau. Một lần tiết tấu và một lần rải xuống. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh mẫu cho các bạn toàn bộ những thứ từ nãy tới giờ mình học nha. Như vậy là các bạn đã hoàn thành toàn bộ cái bài hát này. Nếu các bạn nào chưa xem phần 1 thì hãy quay lại phần 1 và tham khảo kỹ hơn nha. Ngoài ra trong cái bài hát này nó sẽ có một cái phần rap nữa. Thì cái phần rap này các bạn sẽ dùng cái vòng hợp âm mà mình đã hướng dẫn ở video phần 1. Các bạn hãy quay lại phần 1 và xem kỹ thì các bạn sẽ thực hiện được toàn bộ bài hát này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.